Hello everyone, BTS Cẩm Mỹ 1 xin chào các quý vị và các bạn thân mến. Chúc các quý vị và các bạn đầy hạnh phúc và nhiều niềm vui. Năm 2030, Long Thành sẽ là thành phố như thế nào? Và sau đây mời các quý vị cùng nghe thông tin trên. Với đề xuất mới nhất của tỉnh Đồng Nai, toàn bộ huyện Long Thành sẽ phát triển thành đô thị nhằm tập trung khai thác lợi thế quỹ đất, cơ sở hạ tầng để tạo ra kinh tế, thúc đẩy mạnh của tỉnh Đồng Nai. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có cuộc họp xung quanh về vấn đề đề xuất chính phủ phê duyệt đồ án quy hoạch thúc đẩy vùng huyện Long Thành trở thành một đô thị. Trước đó, trong đồ án quy hoạch vùng huyện Long Thành đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng tỉnh Đồng Nai cũng đã thông qua định hướng tổ chức không gian đô thị tại khu vực, trong đó tập trung khai thác lợi thế quỹ đất, hạ tầng kinh tế, tạo ra các địa điểm đô thị tại vùng đất này thuộc huyện Long Thành. Đây, cái này với là hay đây là các bạn. Cái này với là cái phải nói là huyện Long Thành, là những người dân ở huyện Long Thành nên mừng rỡ là cả huyện Long Thành sẽ là một nơi đô thị. Đấy, đầu tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cùng các lãnh đạo và các bộ phận liên quan đã ban thảo và rà soát nhằm nâng tầm đề án quy hoạch vùng huyện Long Thành. Đó là không phải chỉ phát triển 3 phân vùng ở Long Thành mà sẽ phát triển toàn bộ huyện Long Thành trở thành nơi đô thị. Mục tiêu đặt ra đến năm 2025, huyện Long Thành sẽ được nâng cấp lên đô thị loại 4. Đến năm 2030, nơi đây sẽ trở thành nơi đô thị loại 3, tức Long Thành sẽ trở thành một thành phố đặc biệt. Hơn nữa là thành phố này sẽ có một sân bay hàng đầu quốc gia ở tầm quốc tế và hệ thống giao thông hiện đại của đất nước chúng ta. Cái đó thì không phải nói rồi, đúng không các bạn? Nó quá chính xác rồi, còn phải không phải bàn nữa rồi. Nó đỉnh cao sân bay quốc tế, là đứng hàng top của châu Á, chứ đừng có nói là cái hạn bình thường được. Thì trong tương lai, Long Thành sẽ là một nơi đô thị với 5 phân vùng được phân định rõ ràng. Đó là vùng thị trấn Long Thành hiện hữu, mở rộng thêm với khu phức hợp công nghiệp, đô thị dịch vụ và gồm xã Tam An, một phần các xã Lộc An, Long Đức, An Phước, vùng đô thị Bình Sơn gồm các xã Bình Sơn, một phần các xã An Phước, Lộc An, Bình An, Long Đức gần khu sân bay Long Thành, khu vực dịch vụ thương mại hỗn hợp phía tây của huyện gồm có các xã như sau: xã Phước Thái, Long Phước, Long An, vùng đô thị chức năng đặc thù sân bay Long Thành, vùng công nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao ở phía nam sân bay Long Thành. Rồi, như vậy thì đừng hỏi tại sao là Long Thành đi lên mà Cẩm Mỹ không đi lên được các bạn. Long Thành cất cánh là Cẩm Mỹ phải đi lên nha các bạn nha, các quý vị nha. Một trong những sau này là thành phố du lịch, nông nghiệp, không gian xanh. Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho rằng đối với đồ án quy hoạch vùng Long Thành trước đó vào tháng 3 2020, tính phác thảo ban đầu quy hoạch này gồm 3 phân khu đô thị Long Thành, bao gồm thị trấn Long Thành mở rộng và khu phức hợp công nghiệp, đô thị dịch vụ Long Thành, đô thị Bình Sơn và đô thị Phước Thái. Tuy nhiên sau đó, Thủ tướng Chính phủ có văn bản chấp thuận điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất công nghiệp và đất ở tại đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trong đó có huyện Long Thành có bổ sung 2 khu nghiệp Long Đức và Bầu Cạn, Tân Hiệp với diện tích gần 3.000 hecta, và đến hiện tại vùng kinh tế này đã hiện hữu 5 phân vùng rõ rệt. Bên cạnh đó, dự án sân bay quốc tế Long Thành, công trình thế kỷ nằm tại địa bàn huyện Long Thành, các nhà hoạch định đã xác định vùng Long Thành sẽ là một nơi thành phố sân bay, một mô hình xuất hiện lần đầu tiên tại Việt Nam. Tọa độ sân bay Long Thành nằm ở trung tâm khu vực Đông Nam Á, rất thuận lợi trong trung chuyển hành khách đi đến châu Âu, Trung Đông, Nam Á, Đông Bắc Á, Bắc Mỹ, châu Đại Dương. Còn gì nữa mà nói, thành phố sân bay là một thành phố sẽ được phát triển nhanh chóng và tốc độ để tầm cỡ quốc tế, để nhìn vào một trung tâm ánh sáng, một thành phố thương mại, kinh tế đất nước Việt. Chính vì vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai
Đối với đồ án quy hoạch vùng đô thị Long Thành cần đánh giá đúng nhu cầu về giao thông khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động để hình thành được mạng lưới giao thông nền tảng phát triển ngay từ bây giờ. Quy hoạch như vậy là đúng với thực tế, tiềm năng của huyện Long Thành đồng thời cũng kết hợp được lợi thế lan tỏa từ đô thị Biên Hòa sát bên cạnh. Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã khẳng định như thế. Và giờ đây chúng ta hãy nghe Nguyễn Phong An, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành sẽ cho biết tầm nhìn phù hợp tương lai. Việc quy hoạch 3 phân vùng phát triển của vùng trước đó được thay bằng 5 phân vùng đô thị, với việc điều chỉnh, cập nhật bổ sung diện tích các khu công nghiệp vào đồ án quy hoạch, phần nào làm thay đổi các dự báo phát triển đất đai và mô hình phát triển, huyện cũng đang gấp rút rà soát, lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch phù hợp với đồ án phát triển mới. Tôi thấy đó là sự điều chỉnh phù hợp và sát với thực tế. Ông Nguyễn Phong An đã nhìn nhận. Nói về quy hoạch cụ thể, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành thông tin hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã trình Thủ tướng, trình Chính phủ và Bộ Xây dựng cũng đã đồng thuận sẽ giao cho tỉnh lập quy hoạch chung toàn huyện, thực hiện các bước trình tự theo luật quy hoạch đô thị. Trên cơ sở đó, từ quy hoạch chung sẽ tiếp tục lập các quy hoạch cụ thể, các phân vùng. Hiện nay các thủ tục đang ở bước định hướng không gian phát triển mang tính tầm nhìn từ quy hoạch sơ bộ ở cấp tỉnh, chờ Thủ tướng đồng ý cho phép, và khi đó tỉnh cũng như huyện sẽ đi vào thực hiện theo luật xây dựng. Với tầm nhìn lên thị xã vào năm 2025, hiện dân số đã đủ, còn các tiêu chí khác, kế hoạch đầu tư công, hạ tầng đều đã có bước chuẩn bị, ông Nguyễn Phong An chia sẻ. Còn theo ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, mục tiêu tầm nhìn của quy hoạch vùng huyện Long Thành là hướng đến xây dựng một vùng phát triển kinh tế động lực của tỉnh Đồng Nai và là đô thị trung tâm của các đô thị vệ tinh như Cẩm Mỹ, Tràng Bom là cực phía đông của Thành phố Hồ Chí Minh. Đến năm 2040, Long Thành cơ bản là đô thị công nghiệp phát triển. Đến năm 2050 sẽ trở thành một trung tâm đô thị công nghiệp hiện đại, trung tâm thương mại dịch vụ và chất lượng cao và vùng nông nghiệp công nghệ cao. Yes sir. Vậy thì chúng ta cũng vừa nghe những thông tin mà kênh BDS đã chia sẻ đã bao năm, thì có những cái định hướng một thành phố nông nghiệp, du lịch, resort, những ngành du lịch khi sân bay Long Thành cất cánh, thì khuyên Cẩm Mỹ sẽ một nơi điểm đến ngành nghỉ dưỡng mang tính quốc tế, các bạn trên thế giới về đây được giao lưu văn hóa, nghệ thuật và những ẩm thực về ăn trái. Vâng, để trước khi kết thúc chương trình, mời các bạn, những người mới hãy đăng ký kênh. Anh chị em nào có nhu cầu mua bán và ký gửi bất động sản tại huyện Cẩm Mỹ cũng như khu vực sân bay quốc tế Long Thành thì liên hệ với 6 tỷ trên kênh BDS Cẩm Mỹ 1, Zalo số 0982 687668. BDS Cẩm Mỹ 1 được phát sóng 6 giờ sáng 15 phút trên kênh YouTube mỗi ngày. Xin mời các quý vị và các bạn cùng đón xem. Xin chân thành cảm ơn.